Xin chào tất cả mọi người, hôm nay đến mừng cái clip mới. Thì đầu clip xin cái lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị là đang qua ủng hộ em ạ. Thì cái clip ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người những cái cây chủ đề của mùa Giáng sinh này ha. Thì đầu clip nhân cái dịp này thì em xin chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và nhiều sức khỏe và được hạnh phúc cho gia đình và người thân của mình ha. Thì em xin giới thiệu với mọi người cái cây chủ đạo của mùa Giáng sinh mình là cây tùng nè. Thì thường thường người ta xài cây thông, nhưng mà cây thông có chỗ mình khí hậu nó không có được hợp lý lắm để trồng cây thông á mọi người, không có được lý tưởng để cho cây thông nó phát triển, cho nên mình xài rừng cây tùng á. Thì thường thường anh chị em mình thường thường là mình xài cây tùng bằng nhựa nè. Thì cây tùng bằng nhựa thì nó có cái lợi thế là mình có thể sử dụng nhiều năm cây thông chứ mọi người tại quen với cây tùng. Thì cây thông bằng nhựa của mình á thì mình có thể tùy chọn kích thước nè, và mình có thể cất để mình năm sau mình sử dụng tiếp đó. Ví dụ mình mua một lần mình sử dụng được nhiều năm nè, nhưng mà nó bù lại thì nó sẽ không có được cái sự gọi là cái hồn của cái cây như là cây thiệt của mình ở đây á mọi người đó. Nhìn nó bị cứng cứng sao á, thì đâm ra thì hôm nay xin giới thiệu mọi người những cái cây tùng nhỏ giống như thế này có thể để bàn góc nhỏ nha, hoặc là cái cây tùng lớn giống như này thì nó cao tầm khoảng 1,5 nó lên, có thể để góc nhà ha, hoặc là cây tùng góc nhà lớn hơn cũng có đó nha mọi người. Tại đây em làm cái vừa vừa nên tại không có chỗ để, mà anh chị em làm cái nhu cầu thành cái lượng hơn nha nha. Và cái trang trí như vậy anh chị em có thể về nhà mình tự trang trí thêm, thì mình mua cái cây tùng và cái chậu như vậy thôi, hoặc là trang trí sẵn như vậy cũng được đó. Thì giờ mùa chủ đạo của mùa nuôi Giáng sinh này thì mình có cây tùng nè, cây trạng nguyên nè, trạng nguyên về luôn này đẹp lắm cả nhà. Đây là nhỏ này, cái này là tùng tuyệt vời luôn. Mọi người thông cảm nha, cái miệng em nó bị đẹn á, bị nội nhiệt nó khoảng 3-4-1 đẹn nên nó nói chuyện nó hơi lớ lớ, thông cảm cho em nha. Rồi thì cây trạng nguyên này cũng là đại diện cho mùa Giáng sinh nè mọi người nha. Thì mình có hai cách để mình trồng. Thứ nhất là mình có thể, cái này là cây thô chưa có chậu nha, nó là hơi xấu. Mọi người có thể trồng xen kẽ với tùng thơm nhỏ nhỏ vậy và trạng nguyên một dải như vậy. Hoặc là mọi người có thể trang trí là cây trạng nguyên trồng xung quanh cái gốc cây tùng bự ha. Nói chung là tùy cái mình thích thì mình xích ốc sao cũng được á mọi người. Với lại á, cây trạng nguyên này á thì mình không có trang trí đèn hoặc là nén rồi nọ, tại vì cái nhánh nó giòn lắm mọi người. Cũng như là nó gãy là nó xì mũ nó xấu lắm, cứ để như vậy là ok nè. Một mình nó có thể là trồng được nhiều cây trong một chậu thôi á. Còn là cây tùng thì nó có hai loại tùng mọi người, thật sự ra nó có nhiều loại tùng nhưng mà chỉ có hai loại tùng này là làm đẹp thôi, còn mấy cái tùng kia thì nó không có cái dáng để mình trang trí nhất tinh được ha. Thứ nhất là cái tùng thơm, đi tùng thơm thì nó cũng có nhiều size, size lớn hay nhỏ, nhưng mà em thích xài cái tùng thơm nhỏ hơn, tại vì nó tùng thơm nhỏ cái nhánh nó cứng, tại vì cái đặc điểm của tùng thơm là cái nhánh nó đều mọi người thấy không, thì bắt buộc mình phải trang trí theo cái kiểu rất là gời gạt luôn nè. Ví dụ như vậy đi, thì em cũng phải chế cái cây que em cắm vô trong cho nó giữ lại, chứ đâu có dám mà treo cái cây sơn tùng này đâu. Sơn tùng này có thể mình treo được nè mọi người, tại cái nhánh nó cứng nó chịu được cái lực, còn cái này tùng thơm thì mình không có động với nó luôn á, như tiểu thơ vậy á. Nè còn cái kè cũng mảnh mai lắm, cho nên mình để xương xương như vậy thôi nha. Cái này để thích hợp nè, cho cô chú anh chị để cái chỗ mình nhỏ nhỏ mà đừng làm một cái hàng dài luôn mọi người. Còn cái thông bự thì có thể chúng xài cái này. Cái này đặc biệt cái này á là mỗi năm mình chơi Noel xong đúng không, rồi xong mình tháo hết một kiện ra mình cho nó ra ngoài nắng mình trồng, thì năm sau mình lại chơi tiếp được, nhưng mà nó sẽ có cái size lớn hơn nữa, tại mỗi năm nó còn phát triển mà mọi người, nó sẽ phát triển lên một chút xíu nữa. Thì mình càng về sau thì nó cái cây nó càng bự thôi á. Còn mấy cái phụ kiện như nè, anh chị nào mà thích để giày để, còn không về mua thêm trang trí vô, thì ngoài chợ lớn nó nhiều dữ lắm luôn, thì mua về mình trang trí vô thoải mái. Còn cái tùng thơm thì em chỉ để gờ gờ vậy ha mọi người thấy không, tại vì nó cái nhánh nó quá mỏng đi, nó đẹp thì nó đẹp, nhưng cái nhánh nó quá mỏng cho nên em chỉ để vậy thôi, chứ không có chọn cái dây về vậy luôn. Nó nhiều màu lắm, nhưng mà năm nay thích cái màu vàng cho nên em trang trí cái đèn màu vàng nha. Anh chị nào thích màu khác thì làm cho cái đèn này cũng rẻ lắm, nói chung phụ kiện là không có đáng kể, nó rẻ lắm. Thì anh chị nào mà muốn sở hữu những cái cây nhỏ nhỏ như vậy thì ủng hộ giùm em cảm ơn rất là nhiều, hoặc là anh chị có thể xem tham khảo là mình nói nhờ mình có cây ra là có một kiện rồi mình làm, có thể làm cái mẫu giống như vậy thì mình chinh nha. Thì cái cây tùng thơm này đi ha, cái cây tùng thơm này thì mọi người cũng biết là nó có cái mùi chanh xả rất là đặc biệt luôn, thì mọi người có thể là vuốt cái tay lên mình hửi vô cái tay cái là nghe nó thơm, nó sảng khoái người lắm luôn á, nó không ai như cái mùi dầu nó đậm nha, nó thanh thanh nhẹ nhẹ vậy rất là dễ chịu luôn. Thì cái này nó cũng rẻ lắm, không có mắc đâu, mấy năm nay thì bán cái này cũng bình dân à. Ví dụ giống như vậy nè, thì từ 300 tới lại 500 là sao, là tại vì cái này là cái cây nó chỉ có cái chậu nhựa này mọi người, em gói là cái giấy này thì không có bao nhiêu tiền hết á. Còn mọi người có thể lựa cái chậu men lớn như vậy thì chậu này nó nhiều giá lắm, từ từ cái chậu này nói chung là nó khoảng 500 cái xuống mọi người, là đẹp tuyệt vời, phụ kiện luôn này nó hết luôn nha. Ví dụ giống như vậy nè, mà anh chị em nào thấy thích
quá, ví dụ thích tiêm một giờ chi tiết thì cứ tiêm thoải mái thôi, cái đó là không bao nhiêu tiền, không tính tiền. Nói chung là ở đây làm cho anh chị vừa lòng thì thôi ha. Còn cái này à, cái bự này nè, từ cái cây bự nó chia, nó xài chỗ bự thì phụ kiện nó mới nhiều hơn, thì nó mới mắc tiền hơn rồi. Thì nói chung là nó bán ngoài 1 triệu, 2-3 triệu, 3-4 triệu cũng có, tùy vào cái size của mọi người xài, cái cây size lớn hay nhỏ, cái tùy vào phụ kiện mọi người xài nha. Thì nói chung là vừa xài rất là rẻ luôn. Thì chỗ nào bán sao thì không biết, nhưng mà đây thì em cứ công khai giá cả cho người, thứ nhất là tham khảo, ví dụ thứ hai mọi người có nhu cầu thì ủng hộ thì em có rất là nhiều, thì cũng như là những cái cây khác thì đâm dẫn nhau hàng tới chỗ cho mọi người, nếu mà mọi người có nhu cầu á, còn đâu thì cứ lên đây lựa làm vừa ý thì sẽ về. Ở đây mọi người có thể chọn chậu nè, chọn cây riêng nè, chọn phụ kiện riêng nè, em làm tại chỗ cho mọi người coi luôn, làm khi nào mọi người vừa ý thì bỏ tiền thôi chứ không có gì hết. Anh chị em nào mà mua cây của em rồi thì quá ok rồi, quá dễ hiểu rồi nha. Ở đây là làm chuyện nào mà vừa ý ta đẹp. Rồi thì ra chắc có lẽ cái clip ngày hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người sơ lược về những cái cây mùa Giáng sinh nha, và đặc biệt đó là chúc sức khỏe cho mọi người á, có một mùa Giáng sinh an lành. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.